ngày 10 tháng 7 năm 2021, thứ bảy sau Chúa Nhật 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 câu 24 đến câu 33. Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Ben-Zebul, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ. Không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không thể giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một đồng hào, phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy. Ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời." Suy niệm. Anh chị em thân mến, đừng sợ là những lời đầu tiên trong bài giảng thánh lễ khai mạc sứ vụ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 22 tháng 10 năm 1978. Lời ấy được lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt triều đại của Ngài qua những giáo huấn, các văn kiện. Trong trang tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với các môn đệ cũng như nói với mỗi người chúng ta: đừng sợ. Quả thực, khi con người đối diện với đau khổ hay đứng trước những thử thách hoặc những vấn nạn của sự dữ, con người thấy bất an, sợ hãi. Điều đó rất bình thường với một con người, bởi khi đối diện với những đau khổ, thử thách, vấn nạn, con người không biết tựa vào đâu và giải quyết ra sao. Vào thời nào cũng vậy. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hôm nay, nhiều người cũng lo sợ bởi sự lây lan nguy hiểm của virus corona, sự bùng phát mất kiểm soát và cả sự chết chóc do virus đáng sợ này gây ra ở nhiều nơi trên thế giới. Bên cạnh nỗi lo sợ ấy, chúng ta cũng âu lo bởi nếu tình trạng COVID-19 này kéo dài thì kinh tế trì trệ, ảnh hưởng đến đời sống con người, thiếu lương thực. Hơn nữa, tương quan giữa con người cũng giảm sút bởi giữ khoảng cách. Là những người Kitô hữu, chúng ta có thấy sợ hãi khi đối diện với những thử thách về COVID-19 không? Thậm chí ngay cả tính mạng của mình cũng bị đe dọa. Hãy can đảm lên, đừng sợ, vì có Chúa luôn ở cùng chúng ta. Ước gì trong bối cảnh đầy rẫy những lo âu bất an hôm nay, chúng ta chạy đến với Thánh cả Giuse, nhờ lời truyền cầu của Ngài. Xin Chúa ban cho chúng con thêm sức mạnh và bình an, để chúng con luôn vững vàng cậy trông, hầu trung thành và can đảm làm chứng cho Chúa ngay trong đêm tối của trần gian. Amen.